thưa quý vị, bệnh mỡ máu và gan nhiễm mỡ được coi là kẻ giết người thầm lặng khi là nguyên nhân chính gây ra đột quỵ và tử vong ở người cao tuổi. Người bệnh cần tìm hiểu nguyên nhân và những giải pháp để giảm mỡ máu, mỡ gan hiệu quả. Mới đây, lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà dược liệu đã nghiên cứu và ứng dụng thành công hương vị nhân sâm với các thảo dược quý như dịp hạ châu và thảo quyết minh theo tỷ lệ kim cương cho ra đời sản phẩm viên sủi bảo mạch an có tác dụng giảm mỡ máu, cholesterol máu, tăng cường chức năng gan. Trong cái cái diệp họ châu này thì phải kể đến cái hàm lượng rất là cao trong đó là có chất à, philatin và hypofilatin. Thì các cái hoạt chất này có tác dụng rất tốt trong vấn đề là giảm mỡ máu à, tác dụng là chống viêm, giảm mỡ máu rồi tác dụng là tăng cái khả năng miễn dịch và điều điều tiết được cái bệnh bệnh à, tiểu đường. Vân, vân. cái thứ hai phải kể đến là thảo quyết minh thảo quyết minh có tên khác là cassia á, tora lin và trong cái thành phần của thảo quyết minh thì có chứa rất nhiều hoạt chất trong đó phải kể đến là flavonit lipid rồi các cái hoạt chất khác nữa nhưng trong đó có tác dụng là giảm giảm mỡ trong máu giảm cholesterol trong máu và giảm triglycerid trong máu Ngoài ra cái sản phẩm này còn giúp cho tăng cường cái chức năng của gan, giúp cho đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể, giúp cho những người mà sử dụng rất nhiều bia rượu ảnh hưởng sức khỏe hoặc những người có thể trạng kém rồi không mạnh khỏe thì sau khi sử dụng sản phẩm này giúp cho cơ thể cường trắng mạnh khỏe. Tôi bị mỡ trong máu và gan nhiễm mỡ cách đây đã 2 năm. Tôi uống rất là nhiều loại thuốc nhưng mà bệnh tình của tôi cũng không thiên giảm. Tôi được một người bạn giới thiệu cho cái sản phẩm viên sủi Bảo Mạch An. Tôi tìm hiểu thì được biết là cái sản phẩm này được điều chế hoàn toàn từ cái thảo dược thiên nhiên, rất là lành tính và không có tác dụng phụ. Tôi uống thử và thấy nó có vị thanh mát, mùi thơm của nhân sâm rất là dễ uống. Tôi đã dùng trong 2 tháng và khi đến bệnh viện kiểm tra thì các bác sĩ bảo là cái lượng mỡ trong máu và trong gan của tôi đã hoàn toàn bình thường. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt chuẩn GMP. Các thành phần được chiết xuất hoàn toàn từ dược liệu quý là dịp hạ châu và thảo quyết minh, kết hợp theo tỷ lệ kim cương với hương vị nhân sâm thanh mát, tạo ba góc đối xứng liên kết bền vững như kim cương tự nhiên, làm pháp vỡ mở trong máu. Việc áp dụng công nghệ bào chế sâu, phân tách hoạt chất phân tử rất nhỏ hàng đầu Nhật Bản, giúp loại bỏ tạp chất, giữ lại nguyên vẹn dược tính sinh học trong sản phẩm như trên lâm sàng, phát huy hiệu quả gấp 20 lần bình thường.